大家好，我是台东市软鲜鱼汤的老板娘，我在台东市中正路176号，我们的店小小。các bạn ơi, các bạn ơi, hôm nay mình là chặt con gà tre này nha các bạn. Gà tre nhỏ xíu à. Có một cái đồ hai các bạn ơi, nhỏ lắm. Nhưng mà cái thịt rất là ngon nha các bạn.Các bạn ơi, đây là phần đùi, cổ, cánh là mình đã để riêng rồi ha. Bây giờ mình chặt cái ức nha các bạn. Đấy, mình chặt cái này trước đi. Đó, mình chặt cái này trước các bạn ơi. Các bạn ơi, cái ức của con gà nếu mà chúng ta chặt cái giữa ra để mình bán cho khách nha các bạn ơi. Còn các bạn thì chặt thì không có cần chặt giữa cũng được. Đó.Còn cái phần này ha, chúng ta tắt như thế này nè, để trang điểm nha, trang trí nha các bạn. Cái đây nó có hai cái phần riêng nè, để chúng ta trang trí nha các bạn nha. Đây, chúng ta đã được hai cái miếng thịt thăn của nó để chúng ta trang trí nha các bạn ha. Đây này, chúng ta trang trí như thế này nè. Còn để chúng ta trang trí lên trên nha các bạn haCòn chúng ta trang trí trên rất là đẹp nha các bạn. Còn mình để qua đây, hồi đó mình trang trí, mình chỉ làm cái dân giả mình thường thường, mình trang trí lên đây rất là đẹp nè các bạn. Đây mình đã hoàn tất rồi nè các bạn, rồi mình trang trí cho nó một cái miếng này cũng đẹp nha, cho nó một cái miếng này nữa đi, trang trí một tí cho nó đẹp, mình trang trí một tí xíu nha các bạn ơi, đó trang trí như thế này nè.Đây nè các bạn ơi, cái dĩa thịt gà chúng ta đã sắp xong rồi nè các bạn nè. Đây là một con này vẫn còn một con nữa nè các bạn. Con này thì mình đã bán hết miếng rồi, mình chặt ra mình đã bán miếng rồi nè các bạn nè. Đó, đã bán hết miếng rồi đây. Đây, mình đã bán hết một ít rồi. Còn cái này thì mình chưa có bán nha các bạn. Đó, mình bán một con như thế này là có 300 đại tệ thôi nè các bạn ơi. Rẻ lắm luôn. Đó, gà tre đó các bạn. Gà tre của mình đấy.Đó các bạn ơi, mình đã có hai dĩa gà này các bạn. Có hai dĩa gà luộc, gà chặt ra bán này. Miếng này, cái con này thì nó còn đầy, còn cái con này thì giờ mình đã bán hết miếng rồi. Đó. Nếu mà ai mua nguyên con thì 300 đại tệ, còn nếu mà ai mua nửa con thì nó 200 đồng nha các bạn ơi. Nó mắc hơn nha các bạn. Đó. Rất là đẹp nha các bạn ha. Nó đẹp mà nó ngon nữa này các bạn ơi. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi nha. Đây mình có hai dĩa gà nè. Có hai dĩa gà. Là mình buôn bán ở phía đông của Đài Loan nha các bạn ơi. Mình lại nói cho các bạn biết là mình ở phía đông của Đài Loan. Ý mình còn có chân nữa chứ. Đây là cái chân gà tre này các bạn ơi, cái chân gà tre nó nhỏ xíu rồi nè. Đó, chân gà tre nó nhỏ lắm luôn nè. Ý để chỗ nào bây giờ? Nhỏ lắm. Và hồi nãy có người mua mình bán hết chân rồi, bán hết cái chân rồi, bán hết cặp chân rồi nha các bạn. Đây. Các bạn ơi, mình làm dân giả thôi chứ mình không có dàn dựng, nên là các bạn cái nhà lá vườn thì các bạn xem, các bạn ủng hộ cho mình nhé. Mình cái nhà lá vườn có sao thì mình quay vậy thôi.Cái con này thì thịt nó mỡ hơn, còn con này thịt nó trắng hơn nè. Cà tre đó các bạn ơi, có một ký hai một con nha các bạn. Các bạn ơi, ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình mới nha. Đây là cái cách chặt gà tre nha các bạn. Gà nào cũng dĩa mà chúng ta phải có cái dĩa phẳng kìa, cái dĩa phẳng, còn cái dĩa này dĩa của mình dĩa tròn, cái thành của nó cao thì nó sắp lên nó không có được đẹp nha các bạn đó. Chứ nếu mà cái dĩa thẳng là sắp lên rất là đẹp nha các bạn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, ai chưa đăng ký ủng hộ cho mình với nhé. Sẽ hái lá chanh này để ăn với thịt gà nha các bạn.Và mình sẽ cắt cái bụi rau răm này để ăn thịt gà nha các bạn ơi, rất là ngon luôn. Mình hái đi rồi lúc nào mình sẽ cắt, chứ còn giờ mình hái một ít thôi các bạn, hái rau răm ăn thịt gà nha các bạn. Rau mình trồng rất là tốt nè các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã hoàn thành hai cái dĩa gà, gà tre ăn với lá chanh nha các bạn ơi. Đó, lá chanh, nước mắm tỏi ớt và nước mắm và muối tiêu chanh đó, ai ăn cái gì cũng được hếtVà có rau răm nữa, nhưng mà các bạn ơi, mình là thêm dặm gia vị, mình đã đi hái được một dĩa rau răm này nè các bạn. Ha, rau răm mà mình hái đằng trước á, nhà mình là cái gì mình cũng trồng đủ thứ rau ở đằng trước đó, các bạn ăn rất là tiện lợi nha các bạn. Ở đây là gà mình làm. Xin chào, tôi là Thái Đông Thị Rạn Xiên Ý Thang của lão bản nhưng tôi tại Thái Đông Thị Trung Trân Lưu 176 号我们的店小小的但是我们卖很多种哦都是我现用的很好吃哦啊这个是土鸡的các bạn ơi nhà mình ở phía đông của Đài Loan và nhà mình bán quán, đây là mình làm để bán cho khách nha các bạn ơi.À, cái dĩa thịt gà này đã có bán một hồi nãy mình có chặt mình bán cho khách rồi, và đây còn cái dĩa này thì còn nguyên này, thịt gà, lá chanh, rau răm, nước mắm tỏi ớt
và cái này là muối tiêu chanh, rất là ngon nha các bạn. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình với nha. Hello hello các bạn ơi, mời các bạn dùng bữa với mình nha. Chúng ta chào các bạn. Ý chỉ dùng thanh, tôi là Thái Tông Sư Đoạn Xuyên Ý Thang, tại Lão Bản Nhàng. Hôm nay mình là sư thủ chi đó. Thủ chi ở bên Duyên Hán Đợt Thật. Cái rau răm, hôm nay mình đã ăn cơm, ăn gà tre với rau răm nha các bạn. Và chắc là sư thủ chi đó. Thủ chi cân là những mống dệ. Những mống dệ chữ. Đó. Đó là xoan thổ đó. Dĩ lưu xoan thổ, những mống. Cha những mống. Đây là nước mắm tỏi ớt và chanh nha các bạn. Còn đây là muối tiêu chanh. Hú chiêu yến. Bây giờ mình sẽ ăn một dĩa, xin theo chưa chưa phản, chưa gọi phản chưa ở mai rồi. Bây giờ mình sẽ ăn một dĩa nha các bạn ơi, ăn bốc nó mới ngon nha. Dùng sổ toa sẽ học chưa, chưa gọi dùng thay tự thủy. Hả? Bây giờ chưa gọi rau răng ở bên này của cho tao nó xua sầm. Phải chẳng là học chưa, rất là ngon các bạn ơi. Không biết chúng ta ăn kèm với lại cái lá chanh nha các bạn, ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Thôi giảm đạo chưa, cho mình được như nắn đẹp trai các bạn ơi, rau răm ăn nó rất là hợp. Và bây giờ mình sẽ ăn với nước mắm. Ăn bốc nó mới ngon các bạn ơi. Mình không có dám ăn da các bạn ơi. Cực kỳ ngon luôn. Ăn mắm tỏi ớt. Còn chanh vô nữa. Ăn với rau răm quá tuyệt ngon. Mình không có dám ăn ăn da của nó. Mình sẽ loại bỏ cái da ra. Mình đổ nước mắm ở đây. Ngon quá trời các bạn ơi, ngon lắm luôn. Ăn thịt gà nó rất là nhiều chất đạm các bạn ơi. Ăn bốc mình ăn bốc các bạn thông cảm nha, ăn bốc nó mới ngon. Che cái thịt của nó dai mà nó ngọt lắm nha các bạn ơi. Cái thủ chi trên đời hến hồi xưa kêu kêu được các bạn ơi, cái thịt gà che nó dai mà nó ngon lắm, chấm mắm ớt cũng ngon nữa nha các bạn. Mình quay phảnh tỏi ớt và cái này là muối tiêu chanh, rất là ngon nha các bạn. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình với nha.